Chào mừng các bạn quay trở lại với em Invest. Thì um, hôm nay mình có một cái công việc đột xuất nên mình phải ra sân bay sớm. Thế nên là thay vì làm một cái livestream để gửi cho mọi người cái nhận định về thị trường vàng, thị trường dầu và thị trường Bitcoin trong tuần tới, thì uh, mình đã chuyển đạt lại những thông tin và chuyển đạt lại những ý tưởng về việc vẽ đồ thị như thế nào, về việc những xử lý những cái lệnh các bạn đang bị kẹt ra làm sao và những cái định hướng của mình ở trong tuần tới, uh, mình đã đưa cho những bạn thư ký và bạn ấy sẽ ghi hình, bạn sẽ ghi âm lại thành một cái file video hoàn chỉnh để các bạn nắm được là trong tuần sau chúng ta sẽ cần phải làm gì với vàng này những cái lệnh các bạn đã kẹt trong tuần này chúng ta xử lý như thế nào với dầu với bitcoin chúng ta sẽ có những cái sự chuẩn bị gì và chúng ta sẽ bắt đầu với những cái nhận định này ngay sau đây xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã đến với video nhận định tuần trên kênh mời invest và mình là sơn Ngày hôm nay mình sẽ gửi tới cho các bạn một cái video nhận định tuần của ngày từ tuần cuối của tháng mười một năm 2022. Thì uh, trên màn hình của chúng ta có thể thấy đây là đồ thị của vàng. Uh, thì sau một giai đoạn uh, vàng phục hồi từ uh, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022 thì uh, đến ngày 20 à uh, ngày 16 tháng 11 năm 2022 thì chúng ta thấy được rằng là vàng đã có nhịp điều chỉnh sau một giai đoạn tăng rất là mạnh. Thì uh, uh, giai đoạn của chúng ta cái thời điểm mà chúng ta đang giao dịch ở đây là trong một con sóng giảm của vàng. Ở uh, trên không D. Thì uh, chúng ta phải vào khung nhỏ hơn Đó là khung H4 thì chúng ta quan sát được Thì chúng ta thấy được rằng là uh, Ở trên kênh M Invest Private Thì uh, uh, cái lệnh gần nhất Mà mình đã đưa ra cho mọi người đó Lệnh sell ở mốc là 161760.5 Thì đây chính là cái vùng cản Đây chính là cái vùng cản Và được đóng bằng một cây pin 3H4 mọi người có thể nhìn thấy đóng một cây bia 3 h 4 và giá đã giảm rất là mạnh. Tuy nhiên thì ngày hôm qua là ngày thứ sáu à, cuối tuần cũng là ngày à, nghỉ à, của phiên Mỹ là ngày lễ tạ ơn. Cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta thấy được rằng là giá vàng không giảm quá mạnh và à, phản ứng ngay lập tức với cái vùng cản ở một bốn, một bảy bốn sáu. Thì à, mình đánh giá ngày hôm qua là ngày một ngày mà vàng biến động không quá mạnh đúng không ạ, biến động không quá mạnh và đang có một cái xu hướng là hồi phục nhẹ vào phiên cuối tuần do cái lực chốt lời của nhiều trader khi mà người ta đã có cái lực bán xuống trong một hai ngày trước đó. thì chúng ta có thể quan sát được rằng là ở trên khung H 1 thì có một cái nến rút chân rất là mạnh, đây là một cái nến pin ba phản ứng ngay ở vùng giá 1753 bảy năm thì mình đánh giá là trong cái tuần tiếp theo nhiều khả năng vàng sẽ có một cái xu hướng đi sideways quanh cái vùng này. Đã đi xe hơi quanh vùng này và ít nhất là sẽ có cái nhịp điều chỉnh bởi vì thực tế chúng ta quan sát được rằng là nếu như mà chúng ta nhìn được ở đây thì đây vẫn là một cái xu hướng là các cái đỉnh giảm dần đúng không ạ giảm dần từ cái mốc đỉnh cao nhất mà giá vàng tạo lập được trong một khoảng thời gian uh, khoảng một tháng gần đây là mốc khoảng 1783 thì uh, chúng ta thấy được rằng là giá vàng đang có xu hướng là tiếp tục lại có xu hướng nặng giảm dần đúng không ạ tuy nhiên để mà xác định được rằng là giá vàng có thực sự là giảm mạnh tiếp hay không ấy, thì mình nghĩ rằng là còn phải chờ các thông tin cơ bản nữa. thì ở thời điểm hiện tại là ở thời điểm là cuối của năm, đúng không ạ? Cuối của năm 2022 rồi gần tết dương là chúng ta chỉ còn một tháng nữa thôi. thì đây cũng là cái thời điểm mà giá vàng biến động tương đối là mạnh. thì mình nghĩ rằng với thời điểm này thì để mà xác nhập được một cái xu hướng chính một cách chính xác của vàng thì mình nghĩ rằng À, chúng ta rất là khó để làm được cái điều đấy cho nên là à, với cái việc mà lại à, gần đây fed có công bố rằng là sẽ giảm cái tốc độ tăng lãi suất đây cũng là một cái tin tức à, ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng và sẽ làm cho giá vàng có cái điều hiện sự biến động tăng nhiều hơn à, vào dịp tết âm và mình nhớ rằng dịp tết âm hàng năm à, tết à, dương hàng năm nhé mình xin lỗi tết dương hàng năm nhé à, và mình nhớ rằng dịp tết dương hàng năm thì à, sẽ có những cái biến động Uh, giá vàng nó sẽ tăng đúng không ạ thì chúng ta cũng uh, xem xem là cái xu hướng ở uh, giá vàng trong thời gian sắp tới như thế nào vì uh, với bản thân mình thì hiện tại uh, các cái lệnh ở trên kênh private vẫn là đưa sau xuống ngắn hạn thôi có nghĩa là mặc dù mình có thể xác định được xuống dài hạn nhưng mình sẽ đưa những cái lệnh trong cái xu hướng ngắn hạn thì uh, canh mọi người có thể canh trong tuần tới cái khoảng từ 1758 Uh, đến 1733 thì đây là hai cái khoảng giá mà mình nghĩ rằng là giá vàng ít nhất nó sẽ đi xe trong cái vùng này và uh, nhiều khả năng là giá vàng ngay trong đầu tuần tới sẽ điều chỉnh quanh mốc từ 1747, 1746 đến mốc bao nhiêu ạ à? 1755 nhưng nếu mà để đánh an toàn ấy, chúng ta nhìn được tưởng tượng là chúng ta nếu mà chúng ta muốn giao dịch an toàn thì chúng ta uh, vẫn chờ những cái vùng giá test ngược trở lại và chạm những cái vùng cản ở trên này ví dụ như giá ở uh, khi mà mình giao dịch uh, trong tuần trước vào ngày thứ sáu thì mình chờ giá vàng hồi phục lên vùng này, sau đó mình mới sell ngược trở lại. Chứ mình không sell ở dài hạn ngay lập tức ở đây mà mình sẽ sell khi mà giá nó chạm vùng này và tạo thành những cái vùng hợp lưu kỹ thuật thì mình sẽ bắt đầu sell xuống. Thì uh, thời điểm hiện tại này chúng ta nhìn như thế này thì uh, ngắn hạn chúng ta thấy là gì ạ? Ừ, giá vàng sẽ có xuống điều chỉnh ở đây. Và ít nhất là trong tuần tới chúng ta kỳ vọng rằng giá vàng sẽ có nhịp điều chỉnh về lại vùng 1746 và dài hạn hơn thì có thể điều chỉnh về 1734-1735 và cái vùng cản ở 1758 thì mình nghĩ rằng đây vẫn sẽ là một cái vùng cản tương đối là tốt cho vàng và, và vàng sẽ có xu hướng là uh, giảm dần đến với một vài các cái nhận định của các cái loại tài sản khác, ví dụ như là dầu thì chúng ta thấy được rằng là dầu đã có một cái xu hướng giảm rất là mạnh tính từ ngày 7 tháng 11 lý do tại sao ạ thì uh, có rất là nhiều các, các lệnh cấm vận liên quan đến sản lượng uh, sản xuất uh, dầu uh, cái lượng xuất khẩu dầu của nga và gần đây nhất đó là gì ạ việc áp giá trần cho dầu của các nước châu âu tuy nhiên đấy thì uh, mình đánh giá rằng là cái mùa đông sắp tới này ấy, thì sẽ không ảnh hưởng quá lớn chưa ảnh hưởng quá lớn đến các nước ở châu âu bởi vì họ đã có thể chủ động được các cái nguồn uh, như là về sửa ấm như là củi hay là điện hay là một vài các cái Uh, nhân liệu khác để có thể là trả qua mùa đông này. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được rằng là cái việc mà dầu giảm giá liên tục gần đây, ấy, nó cũng ảnh hưởng một phần bởi vì là sắp đến thời điểm tết uh, dương lịch rồi, Đấy, sắp đến thời điểm tết dương lịch rồi. Thì uh, chúng ta thấy rằng cái mốc gần nhất mà vàng uh, dầu đã hồi phục lên mốc khoảng tầm bảy tám mươi. Tuy nhiên thì cái chen giảm rất là mạnh, thì ngay lập tức là giá dầu uh, giảm rơi rất là mạnh từ ngày hôm qua sau khi mà giá tăng từ cái mốc 76 lên mốc bao nhiêu 79 80 thì ngay lập tức là xuất hiện một cái nến mà dù dự giảm rất là mạnh Tép lại về cái vùng cản cũ ở đây là vùng cản ở 76 thì mình đánh giá là vùng cản này tuy là một cái vùng cản chúng ta quan sát ở trên cùng ngày thì đây là một cái vùng cản tương đối là cứng đúng không ạ đây là một vùng cản tương đối cứng và gần nhất chúng ta thấy rằng gần nhất của giá dầu sau một giai đoạn tăng rất là mạnh ở đây đúng chưa ạ thì ra đây là vùng cản gần nhất và mình không kỳ vọng quá như lớn vào cái vùng cản này bởi vì thực tế câu chuyện là nó đã test lại một lần nữa ở đây tuy nhiên thì giá dầu vẫn bị dìm xuống tiếp và mình nghĩ rằng khả năng rất cao là trong tuần tới giá dầu sẽ có một cái nhịp uh, hồi phục tuy nhẹ ở đây thôi tuy nhiên thì mình đánh giá là vàng uh, dầu vẫn sẽ có xu hướng giảm liên tục và nếu mà để mà chúng ta có một cái uh, cách uh, cái tìm cái uh, khu vực giao dịch thì mình đánh giá rằng cái khu vực mà chúng ta có thể giao dịch được là chúng ta sẽ chờ test lại ở vùng khoảng bảy bảy đó sau đó giá vàng sẽ tiếp tục phá cản và đi xuống tiếp. thì uh, mặc dù ấy đương nhiên là câu chuyện chúng ta nhìn thấy ở đây là giá dầu uh, đang có xu hướng là giảm dần đó giảm dần tuy nhiên ấy thì chúng ta không không thể nào loại trừ được rằng sẽ có những cái vùng cản ờ uh, ví dụ như ở vùng cản ở khu vực ở 76 này sẽ là một vùng cản mà giá dầu sẽ cần mất nhiều thời gian để có thể phá qua được đúng không ạ cho nên chúng ta hãy cố gắng tập trung vào giao dịch ngắn hạn ở trong giai đoạn mà giá dầu đi ở đây Đó. thì mình sẽ bật vào cung nhỏ hơn này mọi người có thể thấy là đây ví dụ như là đối với cái cản ở vùng 76 này nếu như chúng ta muốn mua giá dầu lên ở đây thì chúng ta cần phải chờ nên ở đây có xuất hiện một cái nền pin ba xác nhận hoặc là tạo thành một cái đáy thì chúng ta mới nên bắt đầu mua dầu ở khu vực này. Còn nếu như mà nó vẫn xuất hiện những cái nến marjono dự trong tuần tiếp theo, thì khả năng rất cao là giá dầu nó sẽ bị phá qua cái vùng 76 này, Đó, phá qua vùng 76 này và rơi xuống tiếp. Còn nếu như mà để chúng ta muốn sell từ trên này xuống, chúng ta muốn giao dịch uh, sell dầu thì chúng ta cũng phải chờ giá dầu test lại cái vùng khoảng 78 này, sau đó mới rơi được. thì đây là cái cách giao dịch an toàn nhất. Và xuống dầu thì mình vẫn thiên về xu hướng giảm, đó, xu hướng giảm. À, chúng ta đến với đây thì sao đây à, thì uh, sau một cái giai đoạn mình chúng ta thấy là chỉ phép tăng lãi suất liên tục thì đến thời điểm hiện tại thì uh, cái tốc độ tăng lãi suất đã chậm lại và cái nền kinh tế mỹ đang có một cái xu hướng là bị lạm phát và bị uh, suy thoái tuy là suy thoái không mạnh không nhiều nhưng mà đang có xu hướng suy thoái và lạm phát mạnh rồi À, cái lạm phát đã tăng mạnh rồi và suy thoái đang có dấu hiệu bắt đầu xuất hiện thì cái tốc độ tăng lãi suất của Fed đang có xu hướng là chậm lại bởi vì Fed nhận ra rằng là nếu như mà tăng lãi suất quá mạnh à, tăng lãi suất quá mạnh và cái giá trị đồng đô la tăng lên thì nó sẽ không có lợi ích cho nền kinh tế Mỹ thì Fed đang có xu hướng là gì ạ là hạn chế tăng lãi suất mạnh nhanh và giảm tốc độ xuống sẽ tăng chậm hơn đó thì à, như chúng ta thấy được rằng là đây à, DXY sau một cái giai đoạn tăng đúng không ạ chúng ta thấy là một tăng đây chúng ta có thể nhìn thấy là tăng rất là mạnh trong vòng 20 năm, đúng không ạ? Đây mình sẽ bật khung tháng này mọi người nhìn rõ hơn. Đây ạ. À, tăng rất là mạnh luôn. Tính từ bao nhiêu ạ? À? Tính từ đây là cái đỉnh cao nhất tính từ ngày à, tháng 8 của năm 2012. Đấy, rất là cao. Bây giờ đây gần tiến sát với cái mốc của tháng 11 năm 2001. Đó, 2001. Thì chúng ta thấy rằng là trong vòng 20 năm tự cái giá trị của đề y nó đã tăng rất là mạnh. Thì đây là một trong những cái đỉnh mình đánh giá là nó uh, nếu như điều chỉnh sẽ cần một thời gian rất là dài để điều chỉnh. Thì chúng ta thấy rằng là đây chính là cái mốc ở một 114.72 thì liên tục sẽ có những cái nhịp điều chỉnh giảm và cái mốc cái vùng ở uh, mốc bao nhiêu ạ? Uh, 17 à uh, 105 27 năm 1.105.5 này. Đây là một cái vùng cản rất là mạnh của DK và mình nghĩ rằng đây cũng sẽ cần một khoảng thời gian rất là dài để vượt qua được cái mốc này. Thì, và mình vẫn xu thiên về cái xu hướng là đây sẽ cần phải điều chỉnh giảm cho đến tết dương của năm 2022, hết, hết tết dương à, đến tết dương của năm 2023, hết hết năm 2022. thì chúng ta thấy rằng là đây ạ thì cái việc mà đây đang giảm dần như thế này và tuy là tích lũy ở trong tuần vừa rồi, ở ngày 24 tháng 11 chúng ta thấy là gì ở đây tạo thành một cái đáy tích lũy này. tuy nhiên lên đến đây chạm vùng này và tiếp tục lại giảm và chúng ta để ý một điều rằng là gì ạ tuy là đây y -E giảm nhưng vàng cũng đang có xu hướng là đi theo cùng chiều đây y -E. mặc dù vàng và đây y tám mươi đến tám mươi năm bình thường thời gian là đi ngược nhau nhưng giai đoạn này thì chúng ta thấy là gì ạ vàng và đây -E có xu hướng đi hơi tương đồng nhau lại hơi tương đồng nhau đấy chúng ta nhìn là vàng này đang xu xuống giảm dần đúng không ạ à, đây y -E đang xuống giảm dần đây đúng không ạ thì vàng cũng cũng đôi chút giảm đôi chút giảm dần. Đó, cho nên chúng ta cần phải để ý trong giai đoạn này ấy, có rất là nhiều các cái tin tức về cơ bản ở thời điểm cuối năm này nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng hay là cái hướng đi của DXY. Cho nên chúng ta hãy cố gắng là đừng đánh dài hạn quá nhiều, mà hãy tập trung vào phân tích ngắn hạn, giao dịch ngắn hạn để làm gì ạ? Để có thể kiếm lời trong ngắn hạn thôi và nhanh chóng chốt lời thoát khỏi thị trường. Thay vì việc là chúng ta bị vướng vào những cái lệnh dài hoặc là kẹt những cái lệnh rất là dài Thì mình đánh giá là trong giai đoạn này sẽ là giai đoạn rất khó khăn Để chúng ta có thể phân tích được một cách chính xác các cái xu hướng của DEXY hay của vàng Để có thể biết cách là uh, tìm những cái vùng giao dịch sao cho nó hiệu quả Thì trong tuần tới mình nghĩ rằng là đây với cái việc là rút chân Những cái có những cái nến rút chân như thế này Đấy ạ đây là những cái pin uh, ba rút chân ở trên cung H1 này thì cái vùng này sẽ sẽ là vùng đây sẽ cần phải sideways lại cần phải sideways trong vùng này đây mình sẽ đánh dấu vùng vào đây luôn và cái lời khuyên của mình vẫn như cũ đó là gì ạ canh cái khung ngắn hạn thôi đừng đánh khung quá dài nhá và mình sẽ tiếp tục, tục cập nhật những cái lệnh ở trên kênh mà Invest Private thì mọi người có thể tham khảo ở trong kênh tín hiệu của Mainvest Main private những cái lệnh mình sẽ đưa ra trong tuần tiếp theo thì mọi người có thể nhìn thấy là gì tại rõ ràng đây là một xu hướng giảm cực kỳ rõ đúng không rất là rõ luôn nhưng trong đang nó đang chờ đợi một cái vùng cả ở một 5 năm rất là cứng thì đây sẽ là một cái vùng mà cần phải có nhiều lực hơn để phá qua để đi xuống tiếp đó chính là nhận định của mình về đích y trong tuần tiếp theo với BTC thì sao ạ? Với BTC thì sao ạ? Với BTC thì Uh, chúng ta thấy được rằng là uh, sau một khoảng thời gian sideways rất là dài từ ngày 16 tháng 6 đến ngày bao nhiêu ạ? À? Ngày mùng 6 tháng 11, có nghĩa là trong vòng khoảng 5 tháng thì sau cái niềm tin về sàn FTX là bị phá sản thì Bitcoin đã rơi xuống một cái vùng mới, thay vì cái vùng là bao nhiêu ạ? À? Từ 17, 18 uh, gọi là trung bình là 18 đến vùng 24. Trong thời gian trước đó khoảng gần 5 tháng thì đến thời điểm hiện tại BTC đã xác lập một cái vùng giá mới ở cái mốc bao nhiêu ạ? ở cái mốc từ 15 15.5 đến mốc bao nhiêu ạ? khoảng tầm 18 15 đến 18 thôi. Thì mình nhận định đây sẽ là một cái vùng sideways tiếp tục của BTC nhé Đây sẽ là một cái vùng sideways tiếp tục của BTC trong khoảng thời gian tiếp theo. Đấy. Thì ở đây ấy, mọi người có thể nhìn thấy này thì mình nhận định ở trong đây cái vùng này sẽ là một vùng cần phải xoay và nếu như từ bây giờ đến cuối năm mà không có thông tin gì quan trọng của BTC nữa xảy ra thì ở đây sẽ là một cái vùng mà giá tiếp tục đi ngang ở trong vùng này và chúng ta có thể canh giao dịch ở trong cái vùng này gần hạn thì cái mốc mà mình uh, nghĩ rằng là chúng ta có thể mua BTC lên đó là mốc quanh mốc khoảng 15.5 hoặc 15.6 15.500 hoặc 15.600 và cái mốc chốt lời ở phía trên là khoảng tầm 17.000 Đây là cái mốc mà mình nghĩ rằng là BTC hoàn toàn có thể đạt được Trong cái giai đoạn mà BTC Sideway chờ đợi những cái tin tức tiếp theo Bởi vì cái năm 2017 và năm 2018 khi mà mình giao dịch BTC Thì uh, nó đi tương tự như thế này Sau một cái giai đoạn mà BTC lên đỉnh cao năm 2017 Thì giá giảm rất là mạnh và rơi về những cái mốc thấp hơn Là mốc khoảng 5.000, 4.000 hay 3.000 hay 2.000 Ở những năm 2018, 2017, 2019 đó, thì uh, chúng ta cũng lưu ý rằng là BTC có thể rơi về các mốc thấp hơn nếu có những các thông tin uh, xấu cho BTC. thì như chúng ta thể thấy ở đây rằng là những cái vùng giá mà BTC sideways thì đều là những sau khi những cái tin tức uh, xấu cho BTC xảy ra thì bắt đầu là uh, xuất hiện những cái việc là BTC uh, có cái giá BTC bị sập xuống và nó sẽ cần một khoảng thời gian tiếp tục để sideways tích lũy trước khi sập hoặc tăng tiếp đó đấy là một cái 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 cái, cái quy luật của BTC chung cho qua các năm uh, trong cái thời kỳ mùa đông của BTC mùa đông của Bitcoin đó thì uh, chúng ta cũng chờ đợi chúng ta sẽ nếu bây giờ chúng ta muốn mua hay uh, tìm các cái điểm mua của BTC thì chúng ta sẽ chìm những cái vùng ở tầm khoảng 15 năm trăm năm mười năm nghìn năm trăm và mười năm nghìn sáu trăm mình nghĩ rằng đây là những cái vùng giá tốt để chúng ta có thể mua BTC và target ở trong vùng mức khoảng tầm từ 15 đến 20% thôi. Ví dụ như 15.500 thì chúng ta sẽ chốt ở khoảng tầm 16 năm hoặc là 17 năm. Đó, đây là cái vùng kỳ vọng của mình ở trong vùng này. Và chúng ta sẽ cố gắng giao dịch và quản trị vốn trong giai đoạn này bởi vì là sẽ có những cái thông tin về cơ bản ra bất cứ lúc nào có thể. đúng không ạ? Ví dụ như thông tin về sản FTX bị phá sản đấy nó ra rất là đột ngột và nhiều nhà đầu tư không thể kịp trở tay để có thể thoát được hết lệnh thì chúng ta cũng lưu ý giúp mình lần này là nếu như đánh future thì chúng ta hãy cố gắng có những cái SL để tránh được những cái cú sập của BTC khiến cho tài khoản của chúng ta bị cháy đó thì đây là một vài các nhận định của mình trong tuần tới về vàng về dầu DXY và BTC Uh, thì mình mong rằng là những cái nhận định này sẽ giúp ích cho mọi người có thể tìm kiếm được những cái cơ hội giao dịch tốt và có một cái chiến lược giao dịch tốt trong tuần mới uh, chúc mọi người may mắn cảm ơn và hẹn gặp lại